Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn hết bạn bè trên Facebook. Chính là cái phần bạn bè đây. Bây giờ mình muốn ẩn hết luôn nha. Rồi bước đầu tiên á thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng Facebook này. Rồi sau đó các bạn bấm vào cái phần ba gạch là cái phần menu này nha. Các bạn bấm vào. Rồi bước tiếp theo các bạn kéo xuống. Các bạn bấm vào cài đặt và quyền riêng tư rồi sau đó các bạn bấm vào cài đặt rồi bước tiếp theo các bạn kéo xuống và các bạn bấm vào cái dòng là cách mọi người tìm và liên hệ với bạn rồi bây giờ các bạn chú ý vào cái dòng chữ là ai có thể xem danh sách bạn bè của bạn này thì hiện tại nó đang để công khai này nha bây giờ các bạn bấm vào các bạn chọn là chỉ mình tôi rồi vậy là mình đã ẩn hết bạn bè trên facebook thành công nha bây giờ thì mình lấy một cái facebook khác mình lấy cái facebook đây mình tìm cái facebook mà mình đã ẩn hết bạn bè trên facebook á chính là cái facebook này rồi bây giờ cái phần bạn bè của mình đã ẩn hết rồi đó các bạn thấy chưa hồi nãy thì vẫn còn nha vậy là vừa rồi mình cũng đã Hướng dẫn cho các bạn cách ẩn hết bạn bè trên Facebook. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Bye bye.